Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Vũ Động Càn Khôn phần 5 tập 3. Ở cuối tập trước, sau khi đại đao Khô Cằn nứt nẻ chém xuống, trong chốc lát, không khí xung quanh Đồng Xuyên bỗng nhiên biến mất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Một loại ba động tràn ngập khí tức hoang vu rất nhanh lan tỏa ra. Một đao của Đồng Xuyên nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại xúc tích một cỗ lực lượng phi thường đáng sợ. Chỉ có kẻ bị đao mang kia tập trung vào là Lâm Động mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Không hổ là đệ tử chân truyền của Hoàng Điện. Lâm Động nhìn không gian xung quanh, Đồng Xuyên hiện ra một không gian tràn ngập khí tức hoang vu kia. Ánh mắt rõ ràng cũng có chút ngưng trọng, chỉ có điều hắn cũng không có ý tránh lui. Tâm thần khẽ động, long linh màu đen đang gào thét lao xuống kia. Khí thế nhất thời càng trở nên mạnh mẽ hơn, lực lượng kịch liệt ập xuống, khiến cho cái bình đài bên dưới tràn ngập những khe nứt dài. Cặp mắt Đồng Xuyên sắc lạnh, nhìn chằm chằm đầu hắc long đang dần phóng to lên trong đồng tử mắt với tốc độ chóng mặt, quát khẽ một tiếng. Lập tức phía trên thanh đao khô cằn nứt nẻ kia, một cỗ đao mang tràn ngập khí tức hoang vu đột nhiên phóng vọt ra. Đao mang cực mạnh, chiều dài ước chừng lên đến vài chục trượng, giống như lưu tinh, nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời. Sau đó, dùng một thanh thế cực kỳ kinh người chém thẳng lên trên thân thể của long linh màu đen kia. Một tiếng thanh thúy mà chói tai đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng phản chấn cuồng bạo cực đoan cũng đột nhiên từ trong không trung bùng nổ ra mãnh liệt. Năng lượng cuồng bạo cứ thế mà thổi quét ra, những người đang đứng quan chiến xung quanh đó vội vàng thối lui né tránh. Từng đạo kim quang không ngừng sáng rực lên trên bình đài, chống lại cỗ năng lượng kình phong khủng bố kia trùng kích xuống. Trong lúc chống đỡ, ánh mắt của mọi người không chớp lấy một cái, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh trong không trung. Hoàng đao là một môn vũ kỹ thực lực không tệ bên trong Hoàng Điện. Hôm nay do Đồng Xuyên, một cường giả lục nguyên niết bàn thi triển ra, uy lực tuyệt đối không hề kém. Lâm Động tuy rằng có thể triệu hồi ra long linh, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản nổi một chảm sắc bén này. Trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn, ngay trên đầu của long linh, nơi mà đạo đao mang kia vừa mới chém vào, cỗ khí thế hoang vu đặc thù kia đã điên cuồng xâm nhập vào bên trong cơ thể của long linh. Tầng long lân màu đen lạnh lẽo của long linh dưới sự xói mòn của cỗ khí tức hoang vu kia cũng nhanh chóng trở nên khô héo. Đồng Xuyên cũng cảm nhận được dưới sự ăn mòn của loại khí tức hoang vu kia đã làm cho long linh yếu dần đi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, hoang đao trong tay lại một lần nữa chém mạnh một nhát. Hoang đao chảm long linh. Kaka. Lại là một cỗ đao mang công kích vô cùng cuồng bạo, lần này phía trên đầu long linh ngay lập tức nứt ra thành từng đạo dài. Long linh kia trụ không nổi nữa rồi. Những người xung quanh nhìn thấy một màn này đều âm thầm lắc đầu. Xem ra long linh mà Lâm Động triệu hồi ra đã không thể chống cự lại uy lực của hoang đao rồi. Môn vũ kỹ này của Hoang Điện thật là kỳ lạ, uy lực của loại khí hoang vu phát ra kia cũng thật lợi hại. Tiểu Điêu nhìn lên bầu trời, thấy một màn này, cũng gật đầu nhận xét. Lâm Động có thể trụ được không? Đám người Liễu Bạch và Mạc Lăng không nhịn được, hỏi. Lâm Động cơ hồ là đại diện cho toàn bộ đám đệ tử mới gia nhập bọn họ. Nếu hôm nay hắn thất bại, thì e rằng sau này bọn họ cũng khó mà sống yên ổn được. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa Lâm Động cũng không dễ dàng thất bại vậy đâu. Tiểu Điêu cười nhạt nói. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, trong lòng bọn Mạc Lăng cũng âm thầm thở phào một. Hiện tại bọn họ cũng có thể biết được, Tiểu Điêu này tựa hồ mới là người thâm sâu khó lường nhất trong đám. Nếu hắn đã nói vậy, thì xem ra Lâm Động sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Khi bọn họ đang nói những lời này thì trên bầu trời, đầu long linh khổng lồ kia đang bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh. Xem như đã tới cực hạn chịu đựng của nó. Kết thúc rồi sao? Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không ít người đều nghĩ như thế, chẳng qua trong lòng mọi người cũng không ai có ý cười nhạo cả. Lâm Động với thân phận của một đệ tử mới gia nhập mà đã có thể bức cho Đồng Xuyên phải thi triển ra hoang đao thì đã không phải là tầm thường rồi. Đồng Xuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn đầu long linh đang dần dần tan vỡ kia, trên mặt nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà nụ cười kia còn chưa thể mở rộng ra thì đột nhiên đồng tử hắn đã co rút lại. Long linh đang dần dần tan vỡ kia ngay lúc này đột nhiên nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, một đạo thanh quang đột nhiên từ trong đống hỗn độn kia bạo tạc ra, sau đó chợt dùng một loại tốc độ kinh người xuất hiện ngay trước mặt Đồng Xuyên. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, bên trong đạo thanh quang ấy chính là Lâm Động. Mà lúc này, trên cơ thể Lâm Động bao phủ bởi một lớp long lân màu xanh, giống như một tầng lân giáp vậy. Thanh Long Tý. Trong luồng thanh quang kia, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, một tiếng gầm mãnh liệt vang lên. Ngay lập tức cánh tay phải trong khoảnh khắc đã bành trướng lên khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, cánh tay phải của hắn đã biến thành một long thủ khổng lồ. Một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trên cánh tay đó phát ra, làm cho cả không gian dường như cũng phải chấn động méo mó. Long thủ vừa mới hình thành, Lâm Động không chút chậm chạp, một quyền trong khoảnh khắc như muốn xé toang không gian. Dùng với một khí thế hung hãn vô cùng oanh kích thẳng về phía Đồng Xuyên. Cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ, gần như là thực chất ập mặt mà đến, tuy xung quanh thân thể có niết bàn kim thân cấp bậc lục nguyên niết bàn bảo vệ, nhưng Đồng Xuyên vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn. Lập tức ánh mắt của hắn cũng trở nên phi thường ngưng trọng.
Một quyền này của Lâm Động đủ để cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Thanh đại đao khô nứt nẻ trong tay lại được giơ cao lên, sau đó một lần nữa chạm xuống, cái loại kình lực kỳ lạ khủng bố này. Giờ khắc này đã trở nên phi thường cường thịnh đến mức tận cùng. Cang. Long thủ và hoang đao, hai bên cùng trực tiếp ngạnh sinh kịch liệt với nhau cùng một chỗ. Lập tức, một cỗ lực lượng điên cuồng không gì có thể hình dung nổi, theo hình vòm tròn không ngừng lan rộng ra xung quanh. Trên mặt đất của bình đài cũng đột nhiên xuất hiện thêm vô số những vết nứt dạn khổng lồ nhanh như tia chớp lan tràn ra. Nơi quyền cùng với đao tiếp xúc, một cỗ kình lực màu xám cho đột nhiên từ phía trên hoang đao rất nhanh lan tràn ra. Sau đó thẩm thấu khắp nơi, đồng thời ăn mòn dần long thủ của Lâm Động. Bị cỗ lực lượng quái dị này ăn mòn dần như vậy, long thủ của Lâm Động thế nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu khô nứt. Ngươi vừa mới gia nhập Hoang Điện, để sư huynh ta nói cho ngươi biết, hoang kình của Hoang Điện đến tột cùng đáng sợ như thế nào. Đồng Xuyên nhìn một màn này, cười lạnh, nói: Hoang kình ư? Ánh mắt Lâm Động khẽ ngưng trọng, loại lực lượng kỳ lạ này dường như có thể đem tất cả mọi thứ biến thành hoang vu vậy, lực xói mòn cực kỳ hung hãn. Lúc trước Long Linh cũng chính là bị loại kình lực này ăn mòn, do đó mới dẫn đến lực phòng ngự giảm mạnh, sau đó mới bị một đao cực mạnh phá hủy. Chẳng qua người khác có lẽ sẽ cảm thấy khó đối phó với loại kình lực khủng bố này, nhưng đáng tiếc chính là Lâm Động cũng không nằm trong đám này. Thôn phệ. Tâm thần Lâm Động vừa động, thôn phệ tổ phù trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại. Một tia hắc tuyến mỏng manh đột nhiên xuất hiện, lan tràn ra trên long thủ của Lâm Động, đem toàn bộ hoang kình xâm nhập trong cơ thể toàn bộ thôn phệ đi hết. Ngay khi hoang kình kia bị thôn phệ đi hết, sắc mặt của Đồng Xuyên cũng trong khoảnh khắc kịch biến. Hiển nhiên đã phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Loại lực lượng này của ngươi, vô hiệu đối với ta. Lâm Động khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn sắc mặt kịch biến của Đồng Xuyên. Trần Long chảo nắm chặt lại, một cỗ lực lượng mênh mông, trong một khoảng cách cực ngắn, đã phun trào ra như thủy triều. Long quyền hung hăng nện xuống hoang đao, một cỗ lực lượng cuồng bạo không thèm đếm xỉa gì tới cỗ hoang kình kỳ dị này. Cùng một loại khí thế không gì cản nổi tuôn trào ra mãnh liệt. Bị một cỗ lực lượng cuồng bạo như vậy đánh mạnh vào, phía trên thân của hoang đao lập tức xuất hiện vô số những vết nứt. Ngay sau đó, những vết nứt ngay lập tức mở rộng, trực tiếp trước những ánh mắt kinh ngạc của Đồng Xuyên và các đệ tử hoang điện khác, ầm ầm nổ tung. Hoang đao nháy mắt vỡ vụn, cỗ kình phong còn sót lại kia lập tức giống như kình phong khủng bố đập thẳng về phía thân thể Đồng Xuyên, lập tức đem thân thể Đồng Xuyên đánh bay đi. Đồng Xuyên vô cùng chật vật, khó khăn thối lui mấy chục bước mới miễn cưỡng cố gắng ổn định lại thân thể. Mà khi Đồng Xuyên đã ổn định lại thân thể, trên bình đài cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Các đệ tử hoang điện đều hai mắt nhìn nhau, sau cùng cũng đều phải hút mạnh một ngụm lãnh khí. Lâm Động không ngờ có thể đánh cho hoang đao vỡ nát sao. Đám đệ tử của hoang điện này ai cũng đều hiểu rất rõ sức mạnh của hoang đao. Đây là môn vũ kỹ mà mỗi một đệ tử hoang điện bắt buộc đều phải học, và cũng là phương thức tấn công tất cả bọn họ đều am hiểu nhất. Nhưng hiện tại, không ngờ đã bị Lâm Động dùng một quyền đánh nát. Nhìn Lâm Động đứng giữa sân đã đình chỉ công kích, tất cả mọi người đều hiểu rõ, trận luận bàn lần này đã phân thắng bại. Long thủ bành trướng trên cánh tay của Lâm Động đã nhanh chóng trở lại hình dạng bình thường. Hắn cũng không có thừa thắng mà truy kích, nơi này là đạo tông, không phải là ở chiến trường viễn cổ. Mà người trước mắt hắn coi như là sư huynh của hắn, không phải là kẻ địch sinh tử. Cho nên quy tắc hễ đánh là phải đánh cho tàn phế, hoặc là chết ở chiến trường viễn cổ, không cần dùng ở nơi này. Chính vì thế, sau khi cánh tay trở lại bình thường, Lâm Động quay đầu về phía Đồng Xuyên đứng đằng xa xa, ôm quyền nhẹ giọng nói: "Đồng Xuyên sư huynh, đa tạ." Đồng Xuyên bị đánh bại. Trên bình đài, không khí nhất thời yên tĩnh, trong mắt không ít người còn lưu lại sự kinh ngạc nồng đậm. Hiển nhiên là kết quả của lần luận bàn này đã nằm ngoài sự dự liệu của bọn họ. Thực lực của Đồng Xuyên mặc dù không phải là thuộc hàng đỉnh cao trong những đệ tử của Hoang Điện, nhưng hắn cũng là người có tiếng tăm trong số các đệ tử chân truyền. Vì thế khi các đệ tử hoang điện khác nhìn thấy kết quả này, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Quán quân của Bách Triều Đại Chiến, quả thực cũng có vài phần phân lượng a. Đúng vậy, Lâm Động này chỉ là vừa mới gia nhập hoang điện thôi. Nếu như để hắn ở trong này tu luyện thêm một thời gian nữa, muốn đuổi kịp đám người bàng thống sư huynh, chỉ sợ cũng không phải không có khả năng a. Xem ra hoang điện của chúng ta vừa mới có thêm một tên châu bò rồi. Vậy cũng tốt, như vậy ít nhất thanh thế của hoang điện chúng ta cũng sẽ tăng lên không ít, để trong mỗi lần so tài giữa các điện, không bị ba điện kia lên mặt chèn ép nữa. Hay ra, cái này thì hơi khó, theo như ta biết, những đệ tử giỏi nhất của ba điện kia đều đã có người bắt đầu tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh rồi, còn hoang điện chúng ta thì chẳng có cách nào cả, ai bảo Đại Hoang Vu Kinh biến thái đến như vậy chứ. Nhẫn nại một chút đi, chỉ cần đến lúc đó có một người lĩnh ngộ thành công được Đại Hoang Vu Kinh, hoang điện chúng ta tất nhiên có thể đạt được đệ nhất bảo tọa rồi. Cũng khó ha. Từng đợt thanh âm bàn tán khe khẽ xì sầm vang lên trên bình đài. Các đệ tử hoang điện lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Động, trong mắt bọn họ giờ không có chút gì sự khinh thường, thay vào đó là những ánh mắt ngưng trọng. Tuy Lâm Động chỉ mới gia nhập vào Hoang Điện, nhưng thực lực vừa mới thể hiện của hắn
cũng đủ để có thể nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Lúc này, vẻ mặt Đồng Xuyên sau một hồi âm trầm bất định, cuối cùng cũng phải chán nản hít mạnh một hơi. Tu vi nguyên lực của Lâm Động tuy mới chỉ ở mức tứ nguyên niết bàn, nhưng phối hợp với tinh thần lực mạnh mẽ đồng cấp bậc thì cũng đủ để tranh đấu với một cường giả lục nguyên niết bàn. Hơn nữa, điều làm cho Đồng Xuyên cảm thấy tim đập nhanh chính là lực lượng thân thể phi thường cường hãn của Lâm Động. Một quyền lúc này, hắn biết rõ ràng, nếu như trong lòng Lâm Động có sát tâm, thì cho dù hắn có niết bàn kim thân bảo vệ, thì cũng không chỉ đơn giản, chỉ hơi chật vật một chút như vậy. Lâm Động sư đệ, bội phục, với thực lực của ngươi, ngươi tiếp nhận đan hà quán đỉnh thì ta cũng không có lời nào để nói nữa. Đồng Xuyên chắp quyền hướng về phía Lâm Động, nói. Lâm Động cũng ôm quyền đáp lại. Đồng Xuyên thật ra cũng có chút độ lượng, không bởi vì bại dưới tay hắn mà thẹn quá hóa giận. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút hảo cảm đối với Đồng Xuyên. Trong chiến trường viễn cổ lúc trước, những kẻ mà hắn gặp phải, không phải đối thủ thì cũng là kẻ địch. Giữa người với người vẫn luôn không ngừng bày mưu tính kế để đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn. Nói thế nào thì nơi đó thật ra cũng rất là u ám. So sánh với nơi đó thì bên trong hoàng điện không nghi ngờ gì là tĩnh lặng hơn rất nhiều. Tuy là cũng có cạnh tranh nhưng cũng không có cảm giác hung ác giống như ở trong chiến trường viễn cổ. Đám người Liễu Bạch thấy Đồng Xuyên chịu thua, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra một hồi giao thủ ngày hôm nay của Lâm Động cũng đã lập uy thành công rồi. Ha ha, xem ra ở đây cũng náo nhiệt quá nhỉ. Trong lúc bọn người Liễu Bạch đang thở phào nhẹ nhõm thì trên không trung đột nhiên vọng xuống một tiếng cười. Sau đó có hai đạo thân ảnh đã xuất hiện trên bình đài, mỉm cười tủm tỉm nhìn mọi người. Đệ tử bái kiến hai vị điện chủ. Hai đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, lập tức vẻ mặt các đệ tử trên bình đài vô cùng cung kính, đồng thanh kính bái. Ngộ Đạo mỉm cười khoát tay áo, liếc mắt nhìn qua Lâm Động, vui vẻ nói: "Ngươi đã đến rồi, vậy thì bắt đầu đan hà quán đỉnh đi thôi." Mặt khác, vị này đây chính là điện chủ Hoang Điện, Trần Chân. Đối với nụ cười quỷ dị kia của Ngộ Đạo, Lâm Động cũng không nhịn nổi khẽ bĩu môi một cái. Lão già này hiển nhiên là đã tới từ rất sớm, chẳng qua là không có ra mặt, chính là muốn chờ xem mình tự ra tay giải quyết cái phiền toái này. Đệ tử Lâm Động, bái kiến điện chủ. Không thèm nhìn Ngộ Đạo, Lâm Động chuyển hướng ánh mắt về phía vị lão giả râu tóc bạc phơ ở bên cạnh. Ông ta cũng khẽ mỉm cười, nhìn qua có chút ôn hòa nhẹ nhàng. Nhưng với tinh thần lực mẫn cảm của mình, Lâm Động cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể của vị lão nhân này. Cỗ nguyên lực ba động so với Ngộ Đạo lại càng mạnh mẽ, cùng với rộng rãi mênh mông hơn rất nhiều. Cái loại ba động này giống như biển rộng vậy, thâm sâu không thể lường nổi. Vị điện chủ Trần Chân này, thực lực e rằng đã đạt đến cấp bậc sinh huyền cảnh đại thành rồi. Trong lòng Lâm Động thầm hút một ngụm lãnh khí. Sau niết bàn cảnh chính là sinh tử huyền cảnh, trong cảnh giới này lại phân ra thành sinh huyền cảnh và tử huyền cảnh. Trong mỗi cảnh lại phân thành 3 tầng, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà vị Trần Chân này chính là nằm ở cấp bậc đại thành trong sinh huyền cảnh. Nếu bước thêm một bước nữa sẽ sinh huyền cảnh viên mãn, lúc đó có thể nói là thân thể bất diệt. Sinh tử huyền cảnh, sinh cảnh tạo ra sinh khí, dung nhập vào trong nguyên lực. Làm cho nguyên lực bên trong cơ thể sinh sôi không ngừng, tràn đầy như biển rộng, mức độ hùng hậu của nó vượt xa những cường giả niết bàn cảnh. Hơn nữa, loại sinh khí này còn có khả năng tự điều trị thân thể vô cùng khủng bố. Nói theo bình thường, chỉ cần bước vào sinh huyền cảnh, nếu như không phải là nguyên thần bị tổn thương, thì cho dù thân thể có bị trọng thương đến đâu đi chăng nữa, cũng đều có thể tự lành lại. Mà khi sinh khí trong cơ thể dần dần gia tăng, thậm chí còn có thể từ xương cốt mọc ra da thịt hồi sinh, mà một khi đã đạt đến sinh huyền cảnh viên mãn, thì hoàn toàn có thể khiến cho tứ chi gãy rời mọc lại, nói từ một góc độ đó thì chính là thân thể bất diệt. Đến lúc đó thân thể người đó mới là chân chính đáng sợ. Nếu nói tới sinh khí của sinh huyền cảnh có thể khiến người ta có được một thân thể cường đại đến cực đoan, thì tử khí của tử huyền cảnh lại có thể khiến người ta ngay cả giơ tay nhấc chân cũng có được một lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Dưới sức mạnh của tử khí, không vật nào có thể tồn tại. Đương nhiên, hai loại cảnh giới này đối với thực lực hiện nay của Lâm Động mà nói là quá mức xa vời. Mà ở Đông Huyền vực này, chỉ cần có thể đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh đã được xem như là một cường giả chân chính rồi. Còn về tử huyền cảnh, cái loại nhân vật như thế này, cho dù là có đặt trong những tông phái siêu cấp như Đạo Tông đi chăng nữa, cũng đều là những đại nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trần Chân nhìn gã thanh niên bộ dáng cung kính trước mặt mình. Với ánh mắt lão luyện của mình, ông ta có thể nhận ra được. Bên dưới, khuôn mặt hòa thuận của gã thanh niên kia ẩn tàng một loại khí chất hung hãn. Loại khí chất hung hãn được che giấu, cẩn thận này khiến ông ta hiểu rõ, cái gã thanh niên trước mặt này, sâu trong bản chất chính là đang cất giấu một con sói này bình thường thì không xuất hiện. Nhưng một khi có người nào đó thực sự chọc cho nó tức giận, thì những nanh vuốt đáng sợ dữ tợn của nó tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Khó trách có thể bằng vào xuất thân từ một vương triều hạ cấp, lại có thể đột phát từ bên trong chiến trường viễn cổ. Trong lòng Trần Chân nhẹ than thầm một tiếng, ông ta hiểu rất rõ tình huống của chiến trường viễn cổ. Đồng thời ông cũng rất hiểu rõ, xuất thân từ một vương triều hạ cấp mà có thể đạt được quán quân bách triều đại chiến thì phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực.
Những gì mà gã thanh niên trước mặt này từng trải qua hẳn cũng không ít. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Chân chợt dâng lên một tia tâm tình khó hiểu. Rất lâu về trước, bản thân ông ta dường như cũng chính là đi lên từ chiến trường viễn cổ. Mà xuất thân của ông ta cũng chỉ là từ một vương triều trung cấp. Gã thanh niên trước mắt kia giống hệt như ông ta năm đó, chỉ có điều hắn thậm chí còn cố chấp hơn ông một chút nữa. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Hoàng Điện, hãy xem nơi đây như là nhà của ngươi vậy. Trên khuôn mặt già nua của Trần Chân xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt đầy chân thành, bàn tay khô héo đưa ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Động một cái. Lâm Động bởi vì hành động của Trần Chân mà khẽ rung lên một chút. Hắn khẽ nhìn một chút trên khuôn mặt già nua của Trần Chân, miệng khẽ giật giật một chút. Thế nhưng lại cũng không nói ra lời nào, chỉ là chậm rãi cúi đầu. Sâu trong lòng hắn, đối với lời nói nhẹ nhàng hoan nghênh gia nhập của vị lão giả trước mặt này, không hiểu sao chợt có thêm một tia tình tự ấm áp phi thường hiếm thấy. Cái loại tình tự này, trong dĩ vãng chỉ từng xuất hiện khi Lâm Động còn ở trong Lâm gia tại cái trấn Thanh Dương nho nhỏ kia mà thôi. Tuy rằng cái loại cảm xúc này đích thật cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà đối với loại người có tính cách quyết đoán như Lâm Động mà nói, có thể làm cho một kẻ từ trước đến nay luôn luôn cẩn trọng như hắn xuất hiện loại tình cảm này cũng không phải là chuyện đơn giản. Lão đầu này. Tiểu Điêu khẽ nhíu cặp mày một chút, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại có một chút sắc thái nhu hòa. Tuy Lâm Động cũng không phải là loại người vì một lời nói hay một cử chỉ mà dễ dàng bị đả động, nhưng mà một màn trước mắt này hiển nhiên cũng là một khởi đầu không tệ. Muốn gia nhập và dung hòa với một tông phái, ít nhất cũng phải công nhận nó đã. Ha ha, bắt đầu đan hà quán đỉnh thôi. Tiểu tử, thông thường thì trong lúc quán đỉnh, nếu có thể chống đỡ trong khoảng thời gian càng lâu thì ưu đãi cũng càng lớn, bản thân ngươi có thể đạt đến trình độ nào thì phải dựa vào năng lực của ngươi. Trần Chân mỉm cười, thu lại bàn tay thô ráp của mình, sau đó nhìn về phía Ngộ Đạo. Thân hình của hai người khẽ động, đã trực tiếp bay lên khỏi bình đài, tiến vào bên trong dòng đan hà khổng lồ đằng kia. Lâm Động, vào đan hà đi. Nghe thấy tiếng quát khẽ của Ngộ Đạo, Lâm Động thu liễm lại cảm xúc trong lòng mình. Nhẹ nhàng gật đầu, mũi chân dẫm mạnh, bay lên khỏi bình đài, thân hình vọt lên. Dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trực tiếp tiến vào đan hà tràn ngập nếp bàn khí ba động. Đan hà rộng lớn mênh mông, nếp bàn khí vô cùng dày đặc ngưng tụ thành từng làn sóng lớn, cuồn cuộn không ngớt, thanh thế như thế này, so với một con sông bình thường còn hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Chân và Ngộ Đạo huyền phù bên trên đan hà, từng luồng nếp bàn khí nồng đậm không ngừng ập vào trên thân thể của bọn họ. Thế nhưng, ngay cả quần áo trên người bọn họ cũng không rung động một chút nào. Một màn này khiến cho Lâm Động bên dưới đang phải vận chuyển nguyên lực để chống đỡ lại nếp bàn khí thổi quét, cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Đây là sự khác biệt về thực lực, hai bên vốn không cùng một đẳng cấp. Trên bình đài ở bên cạnh dòng đan hà, các đệ tử của Hoàng Điện cũng đều phóng vọt tới, ánh mắt nhìn sâu vào bên trong đan hà. Những luồng ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Phần thưởng đan hà quán đỉnh này mỗi năm cũng chỉ có một lần, có thể coi là cực kỳ quý giá. Cái loại niết bàn kim khí sinh ra ở sâu bên trong đan hà, đối với cường giả cấp bậc niết bàn cảnh có thể nói là có hiệu quả vô cùng to lớn. Chỉ có điều số lượng hàng năm sinh ra rất ít, nếu không thì đối với các đệ tử của Hoàng Điện mà nói là một sự ích lợi vô cùng to lớn. Cũng không biết Lâm Động lần này có thể kiên trì kéo dài được bao nhiêu lâu. Niết bàn kim khí kia cực kỳ hung bạo, một khi đã vào cơ thể, nếu không cẩn thận sẽ làm nứt vỡ kinh mạch, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Năm ngoái người được tiến hành đan hà quán đỉnh này, chẳng phải là Phương Vân sư huynh đó sao? Nhưng mà huynh ấy cũng chỉ kiên trì ở được trong đó có 4 ngày mà thôi. Xem thực lực thể hiện ra lúc trước của Lâm Động, có lẽ cũng có thể trụ vững được 4 ngày đó. Ai mà biết được. Trên bình đài, tất cả mọi người nhìn vào đạo thân ảnh gã thanh niên đang ngồi bên trong lòng đan hà, cũng khẽ bàn luận liên hồi với nhau. Đan hà quán đỉnh này cũng có nguy hiểm nữa sao? Nghe được những lời bàn luận này, sắc mặt đám người Mạc Lăng đều đại biến, Mạc Lăng vội quay sang hỏi Tiểu Điêu. Đan hà vốn được hình thành do niết bàn khí tinh thuần ngưng tụ lại mà thành. Mà ở sâu trong đan hà, vô số niết bàn khí tinh thần sẽ nhận phải một áp lực vô cùng lớn, trải qua một khoảng thời gian lâu dài. Từ đó sẽ sinh ra một loại năng lượng càng thêm tinh thuần hơn bình thường, đó chính là niết bàn kim khí. Tiểu Điêu nhàn nhạt giải thích. Mà loại niết bàn kim khí này còn một tên gọi khác, nguyên thần khí. Nguyên thần khí. Đám người Mạc Lăng giật mình. Khi cường giả niết bàn cảnh vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 7, niết bàn khí bên trong thân thể sẽ tự động biến đổi. Diễn biến áp xúc đồng thời xuất hiện loại nguyên thần khí này. Từ một trình độ nào đó mà nói, niết bàn kim khí ở trong đan hà cũng là một dạng cùng bản chất như vậy. Trải qua vô số lần dung hợp và rèn luyện cuối cùng mới hình thành. Chỉ có điều niết bàn kim khí ở trong này cũng không có ý thức tồn tại mà thôi. Nếu như có thể hấp thu mấy cái niết bàn kim khí này thành công, thì không chỉ có lợi ích cực lớn đối với việc tiến bộ thực lực. Hơn nữa đợi đến sau này, đối với việc nguyên đan vỡ ra thành nguyên thần, thì cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Còn có chỗ tốt như thế này nữa ư? Nghe thấy vậy, đám người Mạc Lăng cũng có chút động dung. Ngưng tụ nguyên thần là một giai đoạn chất biến bên trong niết bàn cảnh.
Chỉ cần sinh ra được nguyên thần, thì cho dù thân thể có bị hủy đi chăng nữa, thì cũng sẽ không giống như trong dĩ vãng. Bởi vì trọng thương mà lập tức tử vong, nhưng mà hiệu quả của nguyên thần rất tốt, mà muốn ngưng tụ nó thành công thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Sự mạo hiểm trong đó so với việc độ niết bàn kiếp thì còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Vì thế, khi bọn họ nghe được rằng niết bàn kim khí này có thể giúp cho quá trình ngưng tụ nguyên thần diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều, thì đều cảm thấy kinh ngạc. Điểm tốt mặc dù là không ít, chẳng qua niết bàn kim khí đối với những người ở trình độ như các ngươi mà nói thì hơi quá mức cuồng bạo một chút. Một khi khống chế không được thì bên trong cơ thể cũng sẽ trong khoảnh khắc bị hủy hoại, kết quả là cái tốt thì không thu được, ngược lại còn ôm một bụng nội thương. Còn nữa, niết bàn kim khí tàng ẩn ở chỗ sâu bên trong đan hà. Muốn hấp thu được thì nhất định phải tiến xuống đáy của đan hà, áp lực ở chỗ đó có thể khiến cho thân thể của một gã tứ nguyên niết bàn đè cho dẹp lép. Muốn vừa hấp thu được niết bàn kim khí lại vừa có thể chống đỡ được loại áp lực này cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tiểu Điêu nói thêm. Thì ra là thế. Lúc này mọi người mới giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tiểu Điêu cũng cười nhạt, ánh mắt hướng về thân ảnh gã thanh niên bên trong đan hà kia. Niết bàn kim khí quả thực cực kỳ cuồng bạo, nhưng đối với kẻ tu luyện thanh thiên hóa long quyết như Lâm Động mà nói, thì e rằng cũng không uy hiếp hắn được bao nhiêu. Động thủ đi. Bên trên đan hà, Trần Chân nhìn về phía Ngộ Đạo, cười nói. Ngộ Đạo chậm rãi gật đầu, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, tay áo khẽ động. Nhất thời có một luồng nguyên lực hùng hồn như biển chợt xuất hiện, dâng tràn lên giống như cơn sóng lớn thổi quét ra. Hóa thành một đạo nguyên lực tinh thuần, mạnh mẽ phóng vào chính giữa đan hà bên dưới. Sau đó giống như một thanh trường côn vậy, điên cuồng đảo loạn lên. Theo cây côn nguyên lực tinh thuần kia không ngừng khuấy động đan hà kia trong khoảnh khắc liền sôi trào lên. Vô số những cơn sóng lớn điên cuồng khuấy động. Ngay sau đó, một vòng lốc xoáy màu đen cũng nhanh chóng hình thành phía trên bề mặt đan hà. Vòng xoáy màu đen kia rất nhanh xoáy sâu xuống đến tận đáy đan hà. Con đường do luồng lốc xoáy màu đen kia hình thành trông giống như một cái miệng ác ma vậy, khiến người ta thấy sởn cả gai ốc. Lốc xoáy màu đen kia nhanh chóng khuếch đại lên, đến lúc đường kính của lốc xoáy khuếch đại ra cỡ chừng 10 trượng. Đột nhiên, từ bên trong tầng màu đen thâm thúy kia chợt xuất hiện một đám hào quang kim sắc nhộn nhạo. Đám hào quang kim sắc kia vừa xuất hiện, liền giống như một luồng lưu tinh cắt qua cơn lốc mày đen. Nhanh như tia chớp men theo luồng lốc xoáy kia bắn vọt ra, cuối cùng bắn thẳng lên không trung. Trong lúc nhất thời, một loại ba động cực kỳ cuồng bạo trong chớp mắt bùng phát ra khắp nơi. Niết bàn kim khí. Nhìn thấy luồng kim quang từ bên trong luồng lốc xoáy đen kia bắn ra, tất thảy mọi người trên bình đài đều kinh hô lên thành tiếng. Trong mắt tràn ngập ngọn lửa nóng cháy. Lâm Động, hãy tiến vào đáy đan hà, hấp thu niết bàn kim khí, đến lúc không thừa nhận nổi nữa thì hãy bóp nát viên ngọc này, ta sẽ đem ngươi đi ra. Ngay lúc luồng kim quang kia bắn lên, Trần Chân chợt vung tay áo một cái. Một viên ngọc kim sắc bay thẳng về phía Lâm Động, một tiếng quát trầm thấp cũng đồng thời rơi vào tai hắn. Lâm Động giơ tay tiếp nhận viên ngọc kim sắc, cũng không nói thêm gì nữa, thân thể khẽ lóe lên, nguyên lực hùng hồn đã liền đem thân thể bao bọc bên trong. Ngay sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự tiến vào bên trong vòng xoáy đang xoay chuyển điên cuồng đằng kia. Ngay lúc Lâm Động tiến vào vòng lốc xoáy, Trần Chân cũng ra tay, một đạo nguyên lực hùng hồn gào thét mà ra, trực tiếp đem vòng lốc xoáy kia bao phủ lại. Sau đó, tốc độ xoay chuyển của vòng lốc xoáy chợt chậm hẳn lại, cuối cùng bị mạnh mẽ bắt ngừng xoay chuyển. Tốt rồi. Nhìn thấy vòng lốc xoáy bị giữ cố định lại, Ngộ Đạo cũng khẽ thả lỏng một chút. Lúc này, ông ta mới vẫy tay một cái thu hồi lại đạo nguyên lực tinh thuần khổng lồ kia vào trong thân thể. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía con đường lốc xoáy màu đen đang không ngừng tản ra kim quang phía trước, miệng không nhịn được khẽ mím lại một chút. Bước tiếp là phải nhìn vào năng lực của bản thân hắn, có thể kiên trì được ở dưới đó càng lâu, đối với hắn sự ưu đãi sẽ càng nhiều. Trần Chân cũng khẽ phủ tay, nói: "Ngươi nói tên tiểu tử này có thể kiên trì được bao lâu?" Trần Chân đột nhiên cười hỏi: "Hẳn là khoảng 5 ngày." Ngộ Đạo trầm ngâm một chút rồi mới đưa ra một sự phỏng chừng khá dè dặt. 5 ngày cũng đã là một thành tích rất tốt rồi, có điều nó còn kém khoảng thời gian mà ngươi dự đoán trong lòng nhiều lắm đúng không? Chẳng phải ngươi vẫn luôn rất xem trọng hắn hay sao? Trần Chân mỉm cười nói: "Được rồi, dự đoán của ta là 8 ngày." Ngộ Đạo vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng nói. Trần Chân thoáng ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Ngươi vẫn thật đúng là không khách khí gì cả. Theo như ta biết, trong lớp trẻ đồng lứa hiện nay, ngươi có thể kiên trì trong đan hà quán đỉnh này đến 8 ngày. Tựa hồ chỉ có mỗi một mình nha đầu Ứng Tiếu Tiếu kia mà thôi. Trước giờ ta chưa bao giờ cho rằng Lâm Động lại thua kém hơn nha đầu Ứng Tiếu Tiếu kia cả." Ngộ Đạo cười nhạt, nói: "Vậy tại sao ngươi không nghĩ tăng thêm chút nữa? Năm đó chẳng phải Chu Thông sư huynh có thể trực tiếp ở bên trong đan hà, đem toàn bộ niết bàn kim khí hấp thu sạch sẽ xong, rồi mới nghênh ngang bước ra đó sao?" Trần Chân cười mắng: "Ha ha, Chu Thông sư huynh là tuyệt thế kỳ tài có thể lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh, ta thế nhưng cũng không đặt hy vọng quá lớn vào chuyện đó." Ngộ Đạo cười lớn,
nói. Nhà ngươi đúng là, Trần Chân bật cười, sau đó lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía cái thông đạo lốc xoáy đang tản ra kim quang kia, nhẹ nhàng nói. Ngươi đã kỳ vọng vào tên tiểu tử đó nhiều như thế. Vậy thì hãy để chúng ta xem, tên tiểu tử này cuối cùng có thể kiên trì được bao nhiêu ngày. Nói đến đây, Trần Chân dừng lại một lúc rồi mới lẩm bẩm. Nếu như là có kỳ tích xảy ra, như vậy là tốt nhất. Mấy năm nay Hoàng Điện cũng đã im ắng quá, cũng nên có chút gì dậy sóng mới tốt. Con đường lốc xoáy màu đen kia trông giống như một con cự mãng màu đen, cường hãn đâm thẳng xuống đan hà. Cuối cùng tiếp nối với chỗ sâu nhất trong đan hà. Bên trong thông đạo, một đạo lưu quang đột nhiên vọt mạnh ra, sau đó nương theo vòng xoáy phóng xuống chỗ sâu nhất với tốc độ kinh người. Một lúc sau tại nơi đen tối ở sâu bên trong kia, ánh kim quang cũng dần dần trở nên sáng ngời. Đến rồi sao? Lâm Động nheo hai mắt nhìn mảng kim quang, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, từ trong đám kim quang ấy hắn có thể cảm nhận được một làn sóng ba động cực kỳ cuồng bạo và mênh mông. Có lẽ, đây chính là niết bàn kim khí sinh ra ở sâu bên trong đan hà. Loại ba động này có chút quen thuộc. Lâm Động thì thào tự nói, hắn chợt nghĩ ra, ngày đó sau khi hắn thôn phệ đạo nguyên thần bên trong cơ thể Lâm Lang Thiên, chẳng phải trong cơ thể hắn đã có thêm một ít loại năng lượng màu vàng kim này hay sao? Bây giờ xem ra, hai loại năng lượng này thuộc cùng một loại, chỉ có điều niết bàn kim khí sinh ra từ sâu trong lòng đan hà này cũng không có ý thức gì, cũng không chịu sự khống chế của bất cứ kẻ nào cả. Áp lực bắt đầu tăng lên rồi. Ánh mắt của Lâm Động nhìn vào hai bên của thông đạo lốc xoáy, càng đi xuống sâu bên dưới đáy đan hà thì áp lực sẽ càng ngày càng lớn. Trong mơ hồ, còn khiến cho làn da của Lâm Động trở nên căng chặt. Đan hà cũng không phải là dòng sông bình thường, chất lỏng trong dòng chảy của nó cũng không phải là loại nước sông bình thường, mà hoàn toàn là niết bàn thủy do niết bàn khí ngưng tụ lại tạo thành. Vì thế, cho nên loại áp lực được tạo ra khiến cho cường giả niết bàn cảnh như Lâm Động cũng không dám xem thường. Ong ong. Tâm thần Lâm Động khẽ động, thanh quang nhàn nhạt bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động, cái loại áp lực đó nhất thời tiêu tán đi rất nhiều. Hiện tại, hắn đã dần dần nắm giữ được Thanh Thiên Hóa Long Quyết, trình độ cường hãn của Lâm Động. Hiển nhiên, cũng không kém hơn so với cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 6. Thanh quang bao phủ toàn bộ cơ thể của Lâm Động, hắn cũng không hề do dự, thân mình khẽ động, đã vọt mạnh ra. Cuối cùng, trực tiếp chạy ra khỏi vòng xoáy thông đạo, phóng vào phía đáy sông tràn đầy ánh kim quang kia. Cơ thể Lâm Động vừa phóng ra khỏi vòng xoáy thông đạo thì thân hình liền chìm sâu xuống thêm một chút. Một cỗ áp lực mãnh liệt, không nơi nào không vào được bắt đầu ngấm dần vào thân thể hắn. Thậm chí thanh quang trên cơ thể hắn cũng dần trở nên ảm đạm xuống. Nhận thấy tình huống này, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, thân thể khẽ run. Từng lớp lân phiến màu xanh nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể, giống như một bộ lân giáp vậy, bao trùm khắp cơ thể hắn. Lân giáp vừa xuất hiện thì áp lực cũng tản đi rất nhiều, lúc này Lâm Động mới có thể quan sát bốn phía, nơi đây đã là đáy sâu nhất của đan hà rồi. Chỉ có điều ở đây cũng không có bùn đất gì cả, mà kim quang vô cùng nồng đậm ở nơi đáy sông lan tràn ra. Ước chừng trong phạm vi khoảng 10 trượng, còn ngoài vùng kim quang thì là những mảng tối hắc ám nồng đậm. Ánh mắt Lâm Động quét nhìn ra bốn phía xung quanh, sau đó ngưng tụ lại tại một mảng kim quang rộng lớn ngay trước mặt. Ở dưới đáy sông này, nước sông mà kim quang và niết bàn kim khí ngưng tụ thành phân biệt rõ ràng ra với nhau, không có dấu hiệu nào dung hợp với nhau cả. Cái này chính là niết bàn kim khí a, hay cho loại năng lượng cuồng bạo mạnh mẽ. Lâm Động chậm rãi đưa bàn tay phủ kín long lân ra, đưa vào bên trong tầng kim quang kia. Bàn tay đưa vào cảm giác thấy có gì đó sền sệt, cái loại ba động cuồng bạo này khiến cho bàn tay Lâm Động chợt truyền đến một cơn đau đớn nhàn nhạt. Động thủ thôi. Trong lòng tâm Lâm Động thoáng cảm khái một chút, sau đó liền không chút chần chừ bước nhanh vào trong. Đã tiến vào khoảng kim quang rộng lớn kia. Ngay khi Lâm Động bước vào mảng kim quang, lập tức lân giáp trên cơ thể hắn nhất thời phát ra thanh âm ông ông rất nhỏ. Thanh quang nở rộ, chống lại sự ăn mòn của thứ năng lượng cuồng bạo kia. Khi mà toàn bộ cơ thể hắn đã hoàn toàn ngập trong kim quang, Lâm Động xếp bằng ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng. Hai tay kết ấn, một cỗ hấp lực từ trong thân thể bùng nổ ra. Khi mà cỗ hấp lực này vừa dâng lên, trong nháy mắt, mảng kim quang vốn đang yên ắng đột nhiên trở nên sôi trào lên. Những bọt khí màu vàng không ngừng nổ tung xung quanh Lâm Động, từng luồng ánh sáng màu vàng với tư thái vô cùng mãnh liệt cường hãn, nhanh như tia chớp bắn vào bên trong cơ thể Lâm Động. Từng đạo ánh sáng màu vàng bắn vào cơ thể Lâm Động, sau đó lại nhanh chóng nhập vào cơ thể. Sau đó chúng nổ tung, tạo ra vô số hơi nước màu vàng, điên cuồng thẩm thấu vào cơ thể Lâm Động. Khi những hơi nước màu vàng này dính vào bên trong khí quan cơ thể của Lâm Động, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt liền nóng bỏng lên, một đạo thanh âm hít mạnh một hơi lãnh khí chợt theo hai hàm răng của hắn run rẩy lan tràn ra. Những luồng hơi nước này giống như những giọt dầu sôi trào, mỗi lần lướt qua đều khiến kinh mạch da thịt, thậm chí xương cốt cũng mơ hồ trở nên đỏ bừng lên, giống như là bị nướng chín vậy. Niết bàn kim khí thật cuồng bạo a, nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó thì e rằng vẫn chưa ngăn cản được ta. Lâm Động nhếch nhẹ khóe môi, chợt tâm thần khẽ động, lập tức trong cơ thể hắn cực kỳ thần kỳ, chợt vang lên một âm thanh như tiếng long ngâm.
đạo sóng âm này khuếch tán đến từng mỗi một chỗ trong cơ thể hắn. Mà những chỗ tiếng long ngâm này khuếch tán ra, bên trên kinh mạch, da thịt nhất thời xuất hiện một lớp thanh quang nhàn nhạt. Trong mơ hồ, có một luồng khí tức cổ xưa dị thường chợt xuất hiện bên trong cơ thể Lâm Động. Loại khí tức này giống như long tộc cổ xưa. Thanh Thiên Hóa Long Quyết vốn là môn vũ kỹ cường đại, có thể đem cơ thể nhân loại tu luyện trở thành ngang bằng với thân thể long tộc chân chính. Thêm nữa, ban đầu Thanh Chỉ còn lưu lại trong cơ thể Lâm Động một đạo thiên long khí mà chỉ có những long tộc cao quý mới có. Lại càng giúp cho Lâm Động trong quá trình tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết đạt được sự lột xác từ trong ra ngoài. Mọi người đều biết, bất luận một người cho dù có cường hãn đến thế nào, thì bên trong cơ thể cũng luôn là điểm yếu ớt nhất, thông thường nếu bị kình lực đối thủ xâm phạm vào bên trong cơ thể, thì những thương thế tạo thành tuyệt đối sẽ là chí mạng, nhưng mà Thanh Thiên Hóa Long Quyết này không chỉ giúp người ta cường hóa bên ngoài thân thể, mà đến những phần huyết ngục bên trong cũng sẽ trong quá trình tu luyện mà sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Mà ở đây cũng là điểm mà Thanh Thiên Hóa Long Quyết biến đổi, Lâm Động không chút hoài nghi. Nếu tu luyện môn vũ kỹ này đến cùng, thì hắn tuyệt đối có thể trở thành một long tộc chân chính. Mà kẻ có thân thể cường hãn như Lâm Động, muốn hấp thu loại niết bàn kim khí cuồng bạo này, dường như cũng không khó như người thường vẫn tưởng tượng. Khi hơi nước màu vàng lại lần nữa đập vào bên trong cơ thể Lâm Động, những đau đớn kịch liệt tác động lên phần máu thịt được thanh quang quấn lấy trong khoảnh khắc nêm cũng giảm bớt đi nhiều. Hơi nước dần dần dung hợp với máu thịt, trong khoảnh khắc này Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng một loại năng lượng cuồng bạo, giống như nộ long đang sinh sôi trong da thịt xương cốt của hắn. Trong lúc niết bàn kim khí đang tôi luyện máu thịt bên trong cơ thể Lâm Động, cũng có không ít niết bàn kim khí bị nguyên khí thổi đi. Lúc đó, nguồn nguyên lực hùng hậu đang chảy trong kinh mạch cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cảm nhận được tình trạng đó bên trong cơ thể, nét mặt Lâm Động cũng chậm rãi xuất hiện những đường cong. Niết bàn kim khí đối với kẻ mạnh trong niết bàn mà nói, đích thực là thuốc bổ. Không những giúp cường tráng hơn, mà thậm chí có thể làm cho nguyên lực mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng của nó so với việc tu luyện thông thường không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Một nơi thật tốt, không thể để lãng phí niết bàn kim khí này được. Hai mắt Lâm Động khẽ mở, nhìn vào khu vực mấy chục trượng mà vòng hào quang màu vàng bao phủ nơi đáy đan hà. Bên trong vòng hào quang, tràn ngập và dày đặc niết bàn kim khí, ánh mắt của hắn nhìn vào chúng lúc này lộ rõ vẻ tham lam vô cùng. Sự tồn tại của Thanh Thiên Hóa Long Quyết không những giúp Lâm Động có thể coi nhẹ áp lực mạnh mẽ dưới đáy sông, mà còn có thể thu nhận niết bàn kim khí, thứ làm cho không ít cường giả niết bàn cảnh chết đi sống lại. Mặc dù nói trong giai đoạn này sẽ có không ít đau đớn, nhưng với Lâm Động mà nói, hiển nhiên không phải không có cách nào chịu đựng được. Chỉ có điều, áp lực nơi đây càng ngày càng mạnh lên. Lâm Động liếc qua long lân trên cơ thể, ánh sáng xanh vốn lấp loáng vẫn đang yên lặng, áp lực nơi này đang dần dần mạnh hơn. Nhưng Lâm Động hiện tại đã nếm trải được những điểm có lợi của niết bàn kim khí, nên sẽ không dễ dàng từ bỏ, còn về áp lực càng lúc càng tăng thì hắn lại muốn thử một chút, để xem hắn như hiện tại thì rốt cuộc có thể hoàn toàn tiếp nhận hay không. Nuốt vào cho ta. Thủ ấn của Lâm Động biến đổi, chợt một hắc động từ trong lòng bàn tay lan tràn mở rộng ra, một loáng sau, lực thôn phệ bỗng xuất hiện. Khi lực thôn phệ xuất hiện, vòng hào quang màu vàng vốn đang sôi đột nhiên trở nên càng kịch liệt hơn. Từng luồng nước màu vàng chảy, điên cuồng dội vào hắc động nằm trên tay Lâm Động với một tốc độ kinh người. Niết bàn kim khí dội vào liên tục như vậy, trên mặt Lâm Động cũng dần dần xuất hiện ánh kim quang, từ xa nhìn lại, trông thật trang nghiêm. Khí tức của hắn đồng thời chậm rãi phát triển trong quá trình thôn phệ này. Dưới đáy đan hà một mảnh tối đen, một đoàn kim quang quanh quẩn khắp nơi, phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ có điều, ở bên dưới đáy sông tràn đầy những áp lực đáng sợ như thế này, cũng chỉ thỉnh thoảng có những bọt khí màu vàng kim bên trong đám ánh sáng màu kim kia vỡ tan ra, phát ra những âm thanh rất nhỏ. Ở bên trong đám kim quang dày đặc bao phủ trong phạm vi hơn 10 trượng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Xung quanh thân ảnh này, niết bàn kim khí đặt sệt giống như là từng luồng nước cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể của thân ảnh kia. Âm thanh như tiếng nước chảy nhẹ nhẹ vang lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong vòng hào quang sẽ thấy rõ hơn thân ảnh kia, bên ngoài cơ thể là một lớp lân giáp màu xanh. Trên bề mặt toát ra một đám thanh quang nhàn nhạt. Chỉ có điều, ở những chỗ kẽ hở của lân giáp có thể nhìn thấy một sắc đỏ mờ mờ, có chút khí tức huyết tinh từ nơi đó tản mát ra. Lâm Động ở dưới đáy đan hà này đã kiên trì được 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, áp lực xung quanh thân thể ngày càng mạnh. Dựa theo tình hình này, phảng phất như là toàn bộ áp lực của cả đan hà đều đang dần dần dồn về chỗ này. Loại áp lực vĩnh viễn không ngừng tăng lên này cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong đáy lòng. Đối mặt với loại áp lực ngày càng trở nên đáng sợ này, mặc dù là Lâm Động đã có lân giáp hộ thể, nhưng từ lỗ chân lông trên cả người vẫn như cũ, có từng tia máu nhàn nhạt bị áp lực cường đại đè ép mà chảy ra. Tuy tới ngày hôm nay hắn vẫn còn chưa bị thương, cũng không có gì là trở ngại. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, cái loại áp lực này vẫn tiếp tục tăng cường như vậy, cuối cùng sẽ đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Lâm Động mới chân chính hiểu ra muốn có thể yên ổn hấp thu niết bàn kim khí dưới đáy đan hà này thì cần phải trả một cái giá cao như thế nào. Với loại áp lực ngày càng kinh khủng này,
cho dù là hắn đã tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, thế nhưng cũng không dám có chút khinh thường nào. Chỉ có điều tuy rằng áp lực này càng ngày càng khủng bố, nhưng mà những gì Lâm Động thu lại được trong 3 ngày qua thật sự cũng rất lớn. Mỗi khi một luồng niết bàn kim khí thẩm thấu vào bên trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được thân thể của mình đang dần dần được cường hóa. Mà cái loại cường hóa này lại là từ trong ra ngoài, ngay cả huyết nhục bên trong dường như cũng dưới sức mạnh này mà dần dần trở nên mạnh mẽ lên. Cùng với cơ thể được cường hóa lên, nguyên lực chảy xuôi bên trong kinh mạch của Lâm Động cũng càng ngày càng trở nên hùng hậu hơn. Giống như nước sông chảy xiết, gào thét phóng qua, đem đến một cảm giác về lực lượng gia tăng vô cùng dị thường, lan tràn đến tứ chi bách hải của Lâm Động. Lâm Động có thể cảm nhận được, trong 3 ngày ngắn ngủi này, phần nguyên lực gia tăng trong cơ thể của hắn so với việc tu luyện bình thường còn nhiều hơn gấp chục lần khi tu luyện ở bên ngoài. Đây là một con số tương đối không nhỏ, chẳng qua cũng không phải là đến mức không thể tưởng tượng được. Niết bàn kim khí vốn được tạo thành từ sự ngưng tụ của niết bàn khí cực kỳ thuần túy áp xúc lại mà thành. Chỉ một tia nho nhỏ thôi, nhưng mà niết bàn khí hàm chứa bên trong đó cũng đã bằng thành quả tu luyện cả một ngày trời của một người bình thường. Đương nhiên, cùng với việc cơ thể và nguyên lực cùng được cường hóa lên, điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc nhất chính là đã có một chuyện tình khác đồng thời phát sinh. Tại đan điền của Lâm Động đã có thêm một vài thứ, tại ngay vị trí trung tâm là một khỏa nguyên đan ám kim sắc to bằng một nắm tay. Khỏa nguyên đan chậm chậm xoay tròn, không ngừng phun ra nuốt vào từng luồng nguyên lực hùng hậu. Còn phía trên nguyên đan là một đám khí thanh sắc, có tiếng long ngâm không ngừng phát ra từ bên trong đám khí màu xanh kia, đám khí này bốc lên, dường như biến thành hình dạng một con rồng đang cuộn mình. Đám khí màu xanh này hiển nhiên là thiên long khí do Thanh Trĩ lưu lại lúc trước. Thứ này quá mức cuồng bạo, Lâm Động căn bản không có cách nào để hấp thu triệt để, mà chỉ có thể dùng Thanh Thiên Hóa Long Quyết dần dần khống chế nó, dần dần đem mớ thanh long khí này chậm rãi dung nhập vào cơ thể hắn. Phía dưới nguyên đan thì lại là một mảnh kim quang không ngừng lưu động, bên trong mảnh kim quang có một loại dao động cực kỳ huyền diệu. Đây là nguyên thần khí xuất hiện sau khi hắn thôn phệ đạo nguyên thần trong cơ thể của Lâm Lang Thiên, từ một góc độ nào đó mà nói, nó là cùng một dạng năng lượng với niết bàn kim khí mà Lâm Động hiện tại đang hấp thụ. Đối với loại nguyên thần khí mà với cấp bậc hiện tại của mình, Lâm Động hoàn toàn không thể nắm giữ được này. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu được nó đến tột cùng có tác dụng gì, vì thế hắn vẫn luôn giữ nó ở bên trong đan điền. Đợi đến sau này, khi thực lực tiến bộ hơn sẽ lại thử tìm cách khống chế nó. Dự định của Lâm Động vốn là như vậy, chỉ có điều trong 3 ngày hấp thu niết bàn kim khí này, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, mỗi lần hắn hấp thu một ít niết bàn kim khí thì sẽ có một ít hào quang kim sắc xông vào trong đan điền. Cuối cùng, dung hợp với đám nguyên thần khí này, làm cho mớ nguyên thần khí kia dần dần nồng đậm lên. Xảy ra biến cố như thế này khiến Lâm Động có chút kinh hãi, nguyên thần khí này rốt cuộc cũng là thuộc về cái đạo nguyên thần quỷ dị thần bí kia. Mặc dù, Lâm Động tự tin rằng ý thức của đạo nguyên thần kia đã bị hắn hủy diệt mất rồi, nhưng biến hóa như thế này vẫn khiến hắn có chút không yên. Nhưng may mắn là, đám nguyên thần khí này tuy rằng nồng đậm lên, nhưng cũng không có xuất hiện vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn. Chẳng qua là ánh kim quang kia ngày càng nồng đậm hơn, vốn chỉ có một chút ánh kim quang mờ nhạt nhưng giờ đã ngưng thực hơn rất nhiều. Từ bên trong đám nguyên thần khí này, Lâm Động có thể cảm nhận được một sự ba động cường đại đặc biệt khác thường, loại ba động này có chút khác với nguyên lực. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, loại nguyên thần khí này tựa hồ như là có một lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Ta lại muốn xem, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tâm thần Lâm Động nhìn chăm chú vào đám nguyên thần khí kia, thì thào tự nói trong lòng. Trong cơ thể hắn có thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù tọa trấn, thậm chí ở bên ngoài đan điền còn có càn khôn cổ trận tồn tại. Hắn thật ra không tin rằng cái thứ nguyên thần khí này có thể tạo ra được nguy hại gì bên trong cơ thể hắn. Thời gian ở bên dưới, đáy đan hà tĩnh mịch không chút âm thanh này chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã 5 ngày thời gian trôi qua. Trong 5 ngày này, bên dưới đáy đan hà vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng bên ngoài đan hà cũng bởi vì sự tĩnh mịch này mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Có rất đông các đệ tử Hoang Điện lúc này đã tập trung quanh bình đài ngay bên trên đan hà. Mà ở những bình đài khác quanh đan hà cũng đã có không ít người đang đứng. Mặc dù nói đại bộ phận bọn họ đang tiến hành tu luyện, nhưng mà ánh mắt của bọn họ thì đều không hẹn mà cùng hướng về một chỗ. Đó chính là nơi vòng xoáy dẫn tới đáy sông đã bị cách ly ra xa một quãng đằng xa. Ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập sự kinh ngạc, bởi vì Lâm Động đã ở dưới đáy đan hà được 5 ngày thời gian rồi, thế nhưng vẫn không có một dấu hiệu nào là sẽ phá đan hà mà ra cả. Mà đối với khoảng thời gian này, đám đệ tử của Hoang Điện cũng đều rõ ràng là nó tượng trưng cho điều gì. Như Phương Vân, một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện, năm ngoái khi được tiến hành đan hà quán đỉnh thì cũng chỉ kiên trì được có 4 ngày. Sau đó, đã không thừa nhận được áp lực nên đã phá đan hà mà ra, đã vậy lúc lên bờ, toàn thân còn tràn đầy máu tươi, trông vô cùng thảm hại. Nhưng mà hiện tại, thời gian mà Lâm Động kiên trì đã vượt qua con số đó, điều này há chẳng phải nói rằng thực lực của Lâm Động hơn hẳn Phương Vân hay sao? Nếu thật sự là như vậy, thì năm nay trong Hoang Điện của bọn họ đã xuất hiện thêm một cường giả rồi. Hơn nữa gã cường giả này lại là vừa mới gia nhập Hoang Điện. Phía trên đan hà, thân hình Trần Chân và Ngộ Đạo mặc dù vẫn là phiêu phù bất động,
nhưng cặp mắt của bọn họ lại luôn tập trung vào trong vòng xoáy, sắc mặt mơ hồ có chút ngưng trọng. Tên tiểu tử đó quả thật có thể chịu đựng được. Ngộ Đạo vừa vuốt râu vừa nói, trong giọng nói khó nén được một chút vui mừng và hân hoan. Kiên trì được 5 ngày, trong đám đệ tử của bốn điện tiếp nhận đan hà quán đỉnh xem ra cũng thuộc hàng trung thượng rồi. Trần Chân cũng cười nhạt, đương nhiên quan trọng nhất là sau 5 ngày kiên trì, Lâm Động vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ phá đan hà mà ra. Điều này có nghĩa là hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì tiếp nữa. Dựa vào năng lực hơn người, Trần Chân mơ hồ có thể cảm nhận được ở nơi cuối vòng xoáy thông đạo kia, tựa hồ đang có một đạo khí tức kỳ quái nào đó. Đan hà này thật ra khá kỳ quái, áp lực bên dưới sẽ càng ngày càng khủng khiếp hơn. Những ngày sau này mới thật sự là khoảng thời gian khó khăn để chống chọi. Ngộ Đạo khẽ nói. Vậy thì cứ tiếp tục đợi đi, chỉ cần tên tiểu tử đó cố gắng kiên trì được thêm 3 ngày nữa, thì đã có thể ngang hàng với thành tích của nha đầu Ứng Tiếu Tiếu kia rồi. Trần Chân vui vẻ nói. Ngộ Đạo khẽ gật đầu. Thời gian 3 ngày, nghe qua thì có vẻ rất ngắn, nhưng đối với Lâm Động đang chìm ở dưới đáy đan hà mà nói, chỉ sợ cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Mà việc hắn có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân hắn. Thời gian dưới sự mong đợi ngóng chờ của các đệ tử Hoang Điện mà từng ngày trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này chậm rãi trôi qua, bầu không khí bên trong Hoang Điện đột nhiên trở nên náo nhiệt lên một cách khác thường. Một vài đệ tử chân truyền, những ngày bình thường vẫn luôn bế quan tu luyện cũng bị kinh động. Cuối cùng cũng phải xuất quan mà ra, chạy tới khu vực quanh đan hà để quan sát. Mà khi Lâm Động ở dưới đáy đan hà đến ngày thứ 7 thì tin tức đã bắt đầu truyền ra khắp nơi đạo tông. Một số đệ tử của ba điện kia cũng nghe được tin tức. Nhất thời toàn bộ Hoang Điện liền trở nên náo nhiệt hẳn lên. Các đệ tử của ba điện kia cũng thường xuyên chạy tới nghe ngóng. Dù sao, người có thể ở dưới đáy đan hà kiên trì tiếp nhận đan hà quán đỉnh đến 7 ngày. Cho dù là ở trong ba điện còn lại của bọn họ mà nói, thì cũng chỉ có vài vị sư huynh thực lực mạnh nhất mới có thể làm được thôi. Hơn nữa, điều làm bọn họ cảm thấy chấn động nhất là đã đến ngày thứ 7 rồi. Thế nhưng trong vòng xoáy kia vẫn như cũ luôn tĩnh tặng, không có bất kỳ động tĩnh nào, tức là cái kẻ đang ở dưới đáy đan hà kia. Dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện. Từ tình hình trước mắt, xem ra tên Lâm Động này dường như rất có khả năng sẽ kiên trì được 8 ngày. Mà thành tích đó trong lớp trẻ, hiện tại của đạo tông tính cho tới hôm nay, dường như chỉ có mỗi mình đại sư tỷ của Thiên Điện Ứng Tiếu Tiếu là có thể làm được. Chẳng lẽ nói, tên đệ tử mới gia nhập Hoang Điện được mấy ngày này lại có tiềm lực so sánh được với đại sư tỷ Thiên Điện hay sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của không ít đệ tử chợt có chút động dung, cái gã đệ tử mới gia nhập này. Lúc trước, đã giành được quán quân của Bách Triều Đại Chiến, dường như cũng không phải là hư danh. Dưới sự trông chờ của tất cả mọi người, ngày thứ 8 cuối cùng đã tới. Ngay sau đó, không khí của toàn bộ đạo tông cũng đều vì chuyện này mà có dấu hiệu sôi sục lên. Chẳng qua, sự sôi sục này cũng không kéo dài lâu, chỉ là lóe lên một chút rồi chợt tắt, tất cả mọi người lại trở nên trầm mặc. Bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng, Lâm Động vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ đi ra cả. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 3 Vũ Động Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.